Xin kính chào ban tổ chức hội thi cùng toàn thể quý độc giả thân mến. Thì tôi rất là vinh dự được đến với hội thi giới thiệu về sách năm 2022 với chủ đề sách nơi khơi nguồn khát vọng và cống hiến. Tôi là Tống Văn Công, đang công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai, và công việc chính của tôi đó là giảng dạy bộ môn toán. Thì hôm nay tôi rất vinh dự để giới thiệu cho các bạn một cái tổng sách của mình. Thì bây giờ các bạn cùng tham quan. Ở cái gian đầu tiên đây chính là những cái quyển sách phục vụ cho công tác chuyên môn của mình. Đó là những cái quyển sách về ôn thi tuyển sinh lớp 10. Rồi đó là những cái quyển sách mà giảng dạy trong các khối 6, 7, 8, 9. Ở cái gian phía trên này của mình thì đây là những cái món quà lưu niệm của các thế hệ học sinh trong cái quá trình mà mình công tác tại trường Nguyễn Trãi. Thì ở đây các bạn thấy là những cái món rất là dễ thương. Và cái thể loại sách mà mình thường hay đọc đó là về sách về văn học, về sách về lịch sử, và những cái quyển về bách khoa, đặc biệt là mình rất là thích tìm hiểu về văn hóa phương Đông. Và cái gian trên cùng này thì đây là những cái quyển sách, đó là quyển sách xưa, sách cổ, có nghĩa là những cái quyển sách mà xuất bản trước năm 1975, trước năm 1945, và mình bao bọc những quyển sách này rất là cẩn thận. Rồi, sau hôm nay thì đến với cái cuộc thi giới thiệu về sách năm 2022 này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn quyển sách rất là tâm đắc, rất là thích trong cái tủ sách của mình. Đó là quyển sách Minh Tâm Bụng Giá. Thì đây là cái quyển sách của soạn giả Trương Vĩnh Ký và được in ấn tại miền Nam Việt Nam. Và quyển sách này nó được xuất bản năm 1922. Tự nhiên các bạn đã biết là cái thời gian này đó là cái thời gian mà đất nước ta vẫn còn đang dưới sự xâm lược cai trị của thực dân Pháp. Thì chính vì vậy mà để mà in ấn một cái quyển sách mà chữ quốc ngữ đã là một điều rất là khó khăn rồi, mà để mà gìn giữ cho tới thời điểm hiện nay là tròn 100 năm thì điều đó lại vô vàn khó khăn. Và mình cũng rất là may mắn khi được sở hữu quyển sách này. Mình mua tại Cần Thơ, có duyên mình mua lại ở Cần Thơ. Và mình trước khi mà mình lấy quyển sách này về thì các bạn biết là nó rất là teo tua, chứ nó không có được trọn vẹn như thế này. Và mình đã cất công mình gửi ra Hà Nội để gửi cho những nghệ nhân đóng lại quyển sách này một cách nó hoàn thiện. Và quyển sách này được in trên giấy gió. Và các bạn thấy là cái tuổi đời của nó đã lâu rồi, nhưng mà về cái cỡ chữ và về cái chất liệu ở cái giấy này, cái nét chữ thì các bạn thấy nó rất là rõ nét. Cái đó cũng là cái điều mà mình rất là thích thú ở quyển sách này. Và để mà nói đến quyển sách nào mà khơi nguồn lấy cảm hứng thì mình giới thiệu cho các bạn quyển sách này. Đây là một cái quyển sách, đó là soạn giả Trương Vĩnh Ký đã góp nhặt lại những cái lời hay, ý đẹp của những thế hệ đi trước, của những bậc thánh hiền để biên soạn lại, dịch thuật lại và viết lại ở cái quyển sách này. Và bản thân mình thì mình không có muốn giới thiệu nhiều về nội dung, bởi vì đối với mình cái quyển sách này thì các bạn sẽ cảm nhận nó để trong cái công tác mà giảng dạy và trong cái cuộc sống của mình thì mình cũng thường xuyên mình áp dụng được về cái nội dung của quyển sách này. Thì có những lúc mà mình cần phải kiên nhẫn nhẫn nại, mình học cách lắng nghe nhiều hơn, mình học cách mình học hỏi nhiều hơn nữa. Thì hiện nay về cái quyển sách Minh Tâm Bụng Dạ thì gần như là năm nào cũng được các nhà xuất bản tái bản lại, và các bạn có thể là đặt mua hoặc các bạn có thể tìm mua ở những cái hiệu sách rất là dễ dàng. Và mình hy vọng bạn sẽ thích cái quyển sách này cũng giống như mình thích nó. Và đến với hội thi thì mình xin kính chúc tất cả các bạn độc giả có thật là nhiều sức khỏe, kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Và nếu có điều kiện thì các bạn hãy đến tham quan, và các bạn hãy đến mà xem thử cái tủ sách của mình, biết đâu được các bạn sẽ gặp được cái quyển sách mà mình tâm đắc, mình thích ở trong đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.